Vâng, kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, không chỉ riêng mình nam ca sĩ Chế Phong là bỏ rất nhiều công việc để tới đây, mà còn rất nhiều những người nghệ sĩ nổi tiếng của chúng tôi vì mối thâm tình với nam ca sĩ Lương Gia Huy. Mà Minh Thu ạ, anh nhớ có một người ca sĩ, anh ấy nói rằng thế này, khi mà anh Lương Gia Huy chia sẻ rằng là tôi sẽ tổ chức live show, thì anh ấy nói rằng là chắc chắn rồi, nếu như cậu tổ chức live show, tôi chắc chắn sẽ tới, cho dù bận thế nào đi chăng nữa. Mặc dù hiện tại anh đã rất là bận với rất nhiều những lịch diễn dày đặc, và đặc biệt là khu cuối năm này. Vâng ạ, Minh Thu có đoán là ai không? Vâng, và Minh Thu xin phép được chia sẻ thêm một chút nữa. Anh Huy cũng đã từng chia sẻ với báo chí rằng là ngày mà anh mới vào Sài Gòn lập nghiệp thì anh cũng có đi xem show của nam ca sĩ này. Và sau đó là anh em quen nhau và giữ mối liên lạc cho đến giờ phút này. Và dù có bận rộn lắm thì nam ca sĩ đó cũng đến đây biểu diễn trong live show này của anh Huy. Và dù có bây giờ có được lượng fan đông đảo hơn rất nhiều, tuy nhiên thì nam ca sĩ này cũng không hề phân biệt về thứ hạng, mà lúc nào cũng luôn giữ vững tinh thần anh em. Và không biết là nhắc đến đây thì quý vị có đoán được là ca sĩ khách mời tiếp theo sẽ xuất hiện trên sân khấu này là ai không ạ? To hơn nữa được không ạ? Vâng, và bây giờ xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Tuấn Hưng. Cho anh nghe đi người người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hơn ai biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là một sáng tác, một bài hát đã đi với Hưng rất là dài, một ca khúc sáng tác của Khắc Việt, Tìm Lại Bầu Trời. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rồi, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi? Anh cứ này cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời? Anh và em dường như ta đã ghét yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi người người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ
đâu đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Và trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Lady and gentlemen, guitar. Trong tình yêu này đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một. Lớn hơn một chút nữa được không ạ? Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một. Xin cảm ơn rất nhiều.